chiều có phải một thói quen? Vì sao còn tồn tại vấn nạn này? Và hậu quả của nó là gì? Ekip của chương trình đã sẵn sàng. Xin mời quý vị và các bạn cùng camera giấu kín xuống phố ngày hôm nay nhé. Điểm giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội, một điểm nóng về tình trạng đi ngược chiều. Một thử nghiệm nho nhỏ để qua đường Trần Quốc Hoàn. Nếu đi đúng đường thì phải vòng lên chân cầu vượt cách đó tầm gần 1 km. Trong khi đi ngược chiều tắt qua đường Phạm Văn Đồng thì chỉ khoảng 100 m. Chính vì điều này, để tiết kiệm một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nhiều người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm tới tính mạng và cố tình vi phạm pháp luật. Nhất là những lúc nó tắc đường đâu, đa số người ta đi ngược đường để cho nhanh là chính. Vẫn thường xuyên nó đi ngược chiều ở đây. Thực sự là em cũng hay đi ngược đường. Với lại em cảm thấy là rất là nhiều người đi, không phải mình em. Dù thực tế, người dân biết đi ngược chiều là sai, nhưng có lẽ với tâm lý đám đông chưa lường hết được hậu quả, cho nên họ vẫn thản nhiên vi phạm. Trong số những người vi phạm, có người còn chở trẻ em mà vẫn vô tư đi ngược chiều. Về cơ bản, phần đông người dân ý thức được hành động đi ngược chiều là không đảm bảo an toàn, song họ có vô số lý do để biện minh cho hành động vi phạm pháp luật của mình. Đường nào nó tiện là người ta cứ thế người ta đi thôi. Cái đường này là nếu mà người ta đi xuôi cùng chiều thì nó ra mãi Thuận Gầm Cầu, ngược lên thì cái đoạn đường nó hơi bị dài. Thì người ta sẽ phải đi ngược về đằng này, nó rẽ sang một ngược đường một tí, rẽ sang đường Trần Quốc Hoàn thì nó nhanh hơn. Phải đi tắt đường này bởi vì là lộn ngược lại đằng kia lại quay lại rất là xa. Không biết là đi ngược chiều như thế là không đảm bảo an toàn cho mình, cho chính mình. Có lẽ không biết người suy nghĩ chủ quan rằng đây chỉ là một lỗi đơn giản mà không hề lường trước được nguy hiểm đang rình rập. Những hành vi vi phạm tưởng chừng thông thường như thế này nhưng có thể gây ra hậu quả khó lường. Ekip tiếp tục di chuyển sang bối cảnh mới, điểm giao cắt giữa phố Nguyễn Khuyến và đường Lê Duẩn. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở cung đường này, nếu đi từ Nguyễn Khuyến, ngược chiều ra điểm giao cắt với đường Lê Duẩn chỉ cần tầm 50 m, trong khi vòng để đi đúng đường thì phải tới gần 1 km. Vẫn chỉ là để đi nhanh hơn vài phút đi đường, vì vậy những người này mặc nhiên đi trái luật.
Sự vô ý thức đó không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng cho chính họ mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chủ quan, do thói quên hay để tiết kiệm thời gian để tiện đường là những lý do mọi người đưa ra để giải thích vì sao hành động đi ngược chiều vẫn diễn ra thường xuyên. Hơn 21.000 người bị thương là con số thống kê được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra về tình hình tai nạn giao thông của nước ta trong 9 tháng qua. Phải chăng hậu quả ấy bắt nguồn từ chính sự chủ quan với những hành vi vi phạm giao thông như thế này? Điểm giao cắt giữa phố Vĩnh Hồ và phố Tây Sơn. Tại địa điểm này, người tham gia giao thông mất khoảng 3 phút nếu đi đúng đường từ Vĩnh Hồ qua Thái Thịnh, nhưng chỉ mất tầm 1 phút nếu đi ngược chiều. Vẫn tâm lý chung, đi sao cho nhanh nhất, mà một bộ phận những người tham gia giao thông làm ngơ với tấm biển cấm đi ngược chiều ngay trước mặt. Rõ ràng, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn kém và suy nghĩ đơn giản về hậu quả. Nhiều tai nạn, những cái chết bất ngờ cũng một phần bởi sự thiếu ý thức này. Chở quá số người quy định, chở hàng công kênh, không đội mũ bảo hiểm và vẫn thản nhiên đi ngược chiều. Để tiết kiệm khoảng vài phút đi đường, nên những người này bất chấp nguy hiểm có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Trong một buổi chiều ghi hình, ekip đã ghi nhận được hàng trăm trường hợp vi phạm tại 3 điểm nóng về tình trạng đi ngược chiều trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây có lẽ là một trong những minh chứng rõ nét nhất về sự thiếu hiểu biết về luật cũng như cái ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân. Mong mọi người, tất cả dân trí từ có ý thức, là vì lúc trước khi làm mặc dù nó có đông tắc đường, có xa đi bao nhiêu một tí chăng nữa thì mình chủ yếu là cái trước mắt là bản thân mình đã. Sau cho gia đình và cho toàn xã hội, thì cho cái an toàn cho nó đảm bảo. Mọi người tham gia giao thông không lên đi ngược chiều và đi rẽ ngang rẽ ngửa để khỏi ảnh hưởng về quá trình mình tham gia giao thông, an toàn cho mình và mọi người. Tất cả về kể cả học sinh, người già, người lớn là có ý thức thì mọi cái trường hợp là xảy ra là hạn chế. Cuộc sống vội vã,
con người ta dường như bị cuốn vào vòng quay không ngừng nghỉ, vội vã trong cách làm việc, trong thói quen ăn uống và vội vã cả trong cách đi. Phải chăng đôi lúc chúng ta nên đi chậm lại và kiên nhẫn hơn? Có người vì tiết kiệm 5 phút mà mất cả đời để hối hận cho sự vội vã của chính mình. Nên chăng thay vì đi ngược chiều, chúng ta chịu khó vòng xa để sang đường nhưng đi đúng luật, như cũng là một cách sống chậm lại để bảo vệ mọi người cũng như bảo vệ chính mình. Bởi không ai biết hậu quả khó lường có thể đến với chúng ta từ những hành vi này bất cứ lúc nào.